Đi được rồi, đi từ đây qua bên đó luôn rồi. Ờ, nãy nó đi, nó chạy đâu có, đi từ đây nó đi tới góc nữa. Nó bỏ chứ, nó cũng... Đứng lên đi, con đứng lên đi. Tay gà đứng lên đi, tay gà đứng lên đi. Con đứng lên đi. Chui vô đó vậy. Chui vô đó như vậy hả? Đây rồi. Chui vô làm chi vậy? Mày sao đứng lên? Đây, mẹ giúp con nè, mẹ giúp con nè. Rồi, mẹ lấy ra ngoài rồi nè. Rồi, con dịnh đi, con dịnh, con đứng lên đi. Ừ, con dịnh, con đứng lên đi. Trời ơi, giỏi quá. Tây rồi đứng lên giỏi quá. Chi giờ vậy? Gì kêu vậy ta? Cái gì kêu vậy ta? Nè con ném rổ đi. Đây là ném rổ đi. Ném vô rổ đi. Nè con ném vô rổ đi. Nè. Ôi trời ơi.
Lan mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Gì đùng đùng. Ơ chà. Ơ chà. Con dịn đi, con dịn, con đứng lên đi. Con dịn đi, dịn đứng lên nè. Đi. Con lấy con thỏ hả? Con lấy con thỏ hả? Cái chân vậy sao mà đứng được? Cái chân như vậy không đứng được. Hay quá, tay gà đứng lên hay quá. Con mở, con mở banh vô rổ hả? Đây đây, mày lụm trái banh cho con. À, con bỏ trái banh vô rổ đi. Nè, nè tay gà ném vô rổ nè. Oh, wow. Con đứng lên đi, tay gà đứng lên đi. Tiền ơi là tiền ơi. Rồi con đứng lên đi. Cái gì? Cái chân gì vậy sao mình đứng? Cười. Đứng lên được rồi cười. Con lấy banh hả? Nhấc cái chân lên đi đi con. Giống xỉn quá à. Em bé xỉn, em bé xỉn nha.